Chào mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay anh em tụi mình lại tiếp tục ra ngoài cánh đồng để làm video món ăn cho mọi người xem tiếp nha. Trước khi vào video thì cho mình xin một like và một đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh anh em tụi mình nha. Thì mấy bữa trước thì trời nó làm video ăn ốc, trời nó hơi mưa cho nên mình tạm về sớm nha. Đây là mình tiếp tục lại đi ra vùng đất mới này, đi khám phá này. Đây có hai em nó đồng hành với mình nha mọi người. Đó, mọi người nhìn cảnh nha. Đồi bên kia là đồi của người ta, đồi kia là người ta trồng các loại cây ăn quả luôn, cây điều cái này kia. Thì hôm nay tính làm là món mình sẽ làm đãi một món cho mấy đứa em này nó ăn nha. Tại vì mấy trước nó ăn toàn những món khô hoặc là không có nước gì. Hôm nay mình sẽ đãi tụi nó ăn một bữa no luôn để mà bù những ngày mình ăn không no nha. Hôm nay mình sẽ làm là một lẩu cá chép nha mọi người. Thì trước khi mình vào video thì mình sẽ kiếm một cái chòi cố định để mà mình nghỉ ngơi, để mà mình chế biến món ăn nha. Đây, mọi người thấy cái chòi bên kia không? Tụi mình sẽ tiến vào phía bên kia để mà mình dựng đồ đạc ở đó để mình quay cho mọi người xem nha. Giờ mấy anh em mình cũng đã tới nơi nha mọi người. Đây là đứng ngay giữa cái chòi luôn. Cái chòi này đây người ta làm lúa nè. Đó. Rất là mát mẻ luôn, chọn đúng địa điểm luôn. Hồi sáng thì mình có đi chợ, mình có mua một con cá chép nha. Rất là to luôn mọi người. Cá này tầm khoảng gần 3 kg á. Rất là to luôn. Đó. Giờ mấy anh chế biến số con cá này nha. Để mà xíu mình làm lẩu ăn chung mấy đứa em này nha. Đây con cá rất là to luôn. Giờ tụi mình tiến hành chế biến con cá này. Đây, làm đi. Làm con cá này xíu nữa mình nấu. Vậy là tụi mình làm xong cá rồi nha mọi người. Đây, anh em mình sẽ tiếp tục làm rau nha. Đây là số rau, còn đứa em mình sẽ làm cái này là hành lá nha, để mà có vị thơm nha. Ở đây thì có một bịch bún nè. Bịch bún mình sẽ bỏ qua đây. Bỏ qua đây đi. Cá thì mình làm xong rồi. Giờ mình sẽ bắt nồi lên để mà chiên cho nó chín cái cá thì mình sẽ làm nước lẩu nha. Đây. Mọi người thông cảm nha, đây đứng đây đốt lửa thì củi cũng không có, ngoài kia thì toàn là lúa không à. Rồi lấy cái dao á, mình xắt cái cải luôn. Nó xắt cái rau cần á. Đây. Rồi. Dừng nó đây. Sẽ bật cái ga này, bật lửa lên để mà mình chiên chín con cá để mà mình làm nước lẩu nha mọi người. Đây nè, cái nồi nè. Giờ thằng em của mình thì nó đi chặt cái cây để mà làm đu đũa rồi mọi người, để mà mình có cái để mà mình chiên nha. Để mình có cái đũa thì nó dễ hơn, chứ không có cái đũa thì mình làm rất là khó nha. Đây, em mình đây.
Hôm nay có đi học không? Không. Không hả? Này ở nhà đúng không? Rồi là em này sắp sửa vô học rồi nha mọi người. Chẳng biết là thời gian sắp tới là mình sẽ kêu ai đi quay nữa. Rất là khó khăn luôn. Thì bữa trước nó đi rất là siêng năng, nó đi chung với mình đó mọi người. Dù là có video của mình ra, mình sẽ ra nhiều video thường xuyên cho mọi người xem luôn. Hay là dù sau này đi nữa, là dù có thay đổi như thế nào, có là mình làm có thành công hay không, là mình vẫn là mình hiệu của mình của hiện tại nha. Mình không thay đổi gì hết nha. Hãy nhớ rằng là mình hôm nay là cũng như sau này là mình cũng như hiện tại như hiện nay luôn. Chờ xíu có cái đũa thì mình sẽ chiên lên thôi nha. Giờ là mình chiên nha mọi người, chờ chiên là cho nó chín cái cá rồi mình sẽ xíu mình bỏ nước vô là mình sẽ nấu nha. Tại vì cá này mình chiên đó là cho nó chín thì nó có mấy có vị thơm được. Cá thì chín mình sẽ khô là mình sẽ bỏ nước mình nấu lẩu nha. Rất là thơm luôn mọi người. Mấy anh em mình đang chờ nó chín thì ngồi chơi xíu nói chuyện ha. Rồi mình sẽ hỏi thăm về tí về mấy đứa em này nha. Em tên gì? Em tên gì? Ca Lầu. Lầu hả? Còn em tên gì? Ca Thái đúng không? Hai thai người nha, còn mình khỏi giới thiệu nên mọi người biết rồi ha. Đây là đây là đó, rất là đẹp luôn nha. Mùa này mấy bữa trước thì nó mưa thôi đúng không? Mấy bữa trước nó mưa đúng không? Mưa thôi chứ mà giờ hôm nay trời nắng là đẹp rồi, rất là đi gió nó thổi hiu mát nữa. Ngày kia có cánh đồi nữa mình. Giờ là cá mình nấu chín rồi nha mọi người, giờ anh em mình cùng ngồi chung ở đây để mà thưởng thức cái món cá lẩu này nha. Nói chung thì cũng khá là đơn giản thôi, không biết là có ngon hay không. Đây nè, cá chép nha, mình mua hồi sáng á. Cá này rất là to luôn, giờ không biết là ba đứa mới này có ăn nổi hết hay không. Giờ mọi người cùng theo dõi để mà cùng thưởng thức với anh em tụi mình nha. Giờ là mấy mình cùng ăn nha mọi người. Đây nè, ngồi chung đi. Rồi, sáng giờ ăn cơm chưa? Chưa. Chưa đúng không? Chưa. Giờ là mình sẽ ăn no cái này là mình về nha. Rất là nóng. Cực kỳ nóng nha. Rồi. Xích qua cho anh ngồi xíu rồi. Đây, mọi người ăn miếng bún nha. Mình sẽ múc nước bún vào. Đây, cá này mọi người. Đây. Chỉ có hai cái tô á mọi người. Rồi, cho nên mình nhường cái tô lớn cho mấy đứa em nó ăn nha. Mình tô nhỏ thôi. Đây, mời tất cả mọi người ăn miếng cá nha. Cực kỳ thơm. Rất là ngon mọi người ạ. Giòn nó béo nữa. Giờ mấy em mình ngồi ở đây rất là mát không mọi người. Tại vì có cái chòi nữa. Buổi sáng thì mình đi là mấy giờ ta? 9 giờ đúng không? 9 giờ. Giờ mình làm nấu ăn thì cũng gần 10 giờ rồi. 10 giờ đến 11 giờ rồi mọi người ạ. Tại vì mấy hôm nay thứ bảy. Hôm nay thứ bảy đúng không? Thứ bảy là mấy đứa này là nó rảnh nha. Cho nên mình đi quay chung với nó để mà làm một món ngon ngon gì đó cho tụi nó ăn. Tại vì mấy hôm trước mình làm là toàn là những đồ gì luộc với lại không có được no cho lắm. Hôm nay mình sẽ đãi một bữa là ăn thật no luôn rồi mình sẽ về nha. Đây mời mọi người nha, ăn miếng bún rồi. Rất là thơm luôn mọi người ơi.
Mời mọi người miếng cá đi. Mời mọi người miếng cá nha. Mời mọi người nha. Ăn được không? Được. Ăn no nha. Rất là ngon. Rất là to luôn. Cay không? Đâu cay được mấy đâu đúng không? Hồi nãy bỏ có hai trái ớt. Ăn hết số cá này về ha. Hiểu không? Ăn hết số cá này nè, rồi mình đi về. Chứ mình bỏ đây uổng mọi người. Mình mua cá này cũng cỡ tầm trăm mấy, 200 rồi đó. Rất là mắc nha. Ăn tiếp đi, ăn hết luôn. Ăn ớt không? Mình bỏ đi. Rất là ngon. Mời mọi người ăn miếng cá nha mọi người. Đây nè, rất là to luôn. Ngon không? Ăn hết nha, no chưa? No. Không nói nổi rồi đó mọi người. Rất là no rồi đó. Mình làm khá đơn giản mọi người. Rất là thơm luôn. Này, mọi người ăn miếng bún nha. No chưa? Hết no rồi. Ăn hết nha. Nó là cay mọi người. Nãy mình có bỏ hai trái ớt à. Mình không dám bỏ nhiều. Mình không ăn độ cay được nhiều á. Thay dỡ đâu rồi giờ. Không nhà thay dỡ. Ăn hết luôn, không có bỏ. Bỏ hồi sáng mình mua rất là tiền, không nhớ là mắc. Đứng giữa cánh đồng luôn mọi người. Nào, còn cái đầu đó ăn hết luôn. Được. Mời mọi người nhá, ăn hết cái đầu đó là sư phụ ăn đi. Đây là còn đứa em ăn cuối cùng nha. Tại vì mình ăn uống nước nhiều quá mọi người, no. Nè. Còn sót ăn cuối cùng, ăn hết luôn nha. Sáng giờ chưa ăn cơm đúng không? Ăn hết rồi no rồi về nha. Cứ về nhà mà ăn cơm nữa luôn không? Đói á. Trời hôm nay nó mình đi sáng sớm thì nó đỡ mưa nha mọi người. Còn mình đi buổi chiều á là sợ mưa, chiều mưa đúng không? Chiều nào cũng mưa mà. Lúa này lúa của người ta, trời của người ta mình mượn thôi mọi người. Lát nữa mình ăn xong mình dọn vệ sinh nha. Đúng không? Mình dọn hết cho nó sạch sẽ luôn. Tại vì đây trời người ta mọi người, mình phải làm lịch sự một tí. Ăn hết cái đầu không? Còn cái đầu cá nè. Ăn nguyên con to mà ăn không nổi luôn mà. Ba người.
thường. Nãy mình mua hơi nhiều quá mọi người. Thì mọi người nha, thì vì hôm nay buổi sáng tụi anh em mình đi ra ngoài kiếm vài cái chòi để mà quay vài món ăn đơn giản cho mọi người xem nha. Sáng tiên mấy anh mình đi coi lúa luôn nha mọi người, để mà có lúa có bị bệnh hay không để mình khắc phục nha. Đây đây là anh em, đây là em trong xóm nha, chứ không phải là em ruột nha mọi người. Tại vì hồi sáng mình có kêu là đi rủ đi quay chung á mọi người, để có người phụ cái này cái kia á, để mình làm cái video nó hoàn tất hơn á mọi người. Còn đây là cháu của mình nha. Đó, mọi người theo dõi video ăn ốc lần trước là rất là biết rồi ha. Tại vì ăn ớt cay rất là giỏi luôn, ăn cay giỏi đúng không? À, tên Lầu nha. Còn đây là em Ca Thái. Đó, hôm nay mình đi đây để mà quay xíu. Tại vì chiều á là mấy anh này nó, mấy anh em này nè, nó bận nó làm việc á mọi người, cho nên mình phải tranh thủ để mà về sớm để mà mình làm cái này cái kia nha mọi người. Nhiều về nhà là rất là nhiều việc luôn. Thì nếu mọi người yêu quý anh em tụi mình thì hãy cho anh em tụi mình một like và một chia sẻ để đăng ký ủng hộ kênh, để mà lần sau anh em mình sẽ làm video hay hơn cho mọi người xem nha. Chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ nha. Chào mọi người đi. Chào mọi người nha.